Cậu chó. Tác giả: Trần Đức Lai. Chương 3. Ngày hôm sau, chú cửu lại vô dinh hầu. Cụ thượng bà đang ngồi ăn trầu. Mặt cụ không được vui cho lắm. Cửu tớm vừa ló đầu vô, cụ thượng bà đã gọi. "Cửu, mi xuống chỗ cậu bảy ở coi con nó làm những gì mà cậu bảy la quá, tao nóng ruột quá mà." Đứa ngô vô đây mần cũng không biết chiều cậu bảy hết. Tao cố tìm sao cho được một đứa hầu cho được cậu bảy thật tội nghiệp cậu bảy tàn tật nên mới nhờ đến chúng nó thì đứa ngô cũng làm bộ, bắt bí mình cả. Thật bực mình. Cửu tớm biết cụ thượng bà đang giận mấy đứa hầu cậu bảy không biết chiều cậu bảy, tánh cậu bảy là tánh chó má, tay cậu sờ lung tung. Chúng nó là con gái chúng nó không thể chịu được lối sờ soạn kỳ lạ của cậu chó nên đứa nào cũng chạy hết. Cơ hội này, cửu tớm có thể nói thẳng ý định của hắn với cụ thượng bà nên khi nghe cụ thượng bà dậy xuống chỗ cậu bảy nằm coi chúng nó làm thế nào mà cậu bảy tru lên quá xá như thế cửu tớm xung xoe thưa giờ bẩm cụ lớn con cụ thượng bà tưởng cửu tớm xin điều chi cụ quắc mắt giận hỏi chi nữa đó mi định xin chi tiếng tru của cậu chó vang lên nghe rõ mồn một làm cụ thượng bà càng sốt ruột hơn nữa tao biểu mi xuống coi chúng nó làm chi mà cậu bảy la quá. mi có nghe tiếng cậu bảy la không? vợ bẩm cụ lớn, con có nghe rõ nhưng con có điều ni muốn bẩm cụ lớn. vợ bẩm lại cụ lớn chuyện con trình đây có liên quan đến cậu bảy. cụ thượng bà ngạc nhiên hỏi. chuyện chi mà có liên quan đến cậu bảy làm chi mà liên quan đến chuyện của mi? thằng ni nói tao không hiểu điều chi cả. Cửu tớm hãnh diện vì sự khó hiểu của cụ bà. Cửu tớm nghĩ rằng, lòng trung thành của hắn làm sao mà cụ thượng bà hiểu được. Cửu tớm gãi đầu gãi tai trịnh trọng thưa. Bẩm cụ lớn con nghĩ như cậu bảy phải cần có mặt đứa trung thành biết hy sinh thì mới chịu được cậu bảy vì tánh cậu bảy hơi khó. Từ mà răng nữa. Dạ bẩm cụ lớn con có một đứa con gái mới lớn lên năm nay 18 thôi. Dạ bẩm cụ lớn, tên cháu là Lụa, nó đang tuổi lớn xinh lắm hay khôn khéo và có hiếu mấy tháng nay con thấy chẳng đứa mô hầu được cậu bảy cả đứa mô vô hầu cũng chỉ được vài ngày là chúng nó bỏ đi hoặc chúng làm cho cậu bảy phải gắt thêm mà thôi dạ bẩm lạy cụ lớn cậu bảy tàn tật cần phải chiều cậu cho cậu đỡ tuổi thì chúng nó lại không chịu chiều hôm qua con có gọi cháu lụa lên hỏi ý coi con đưa cháu vô hầu cậu bảy cháu có bằng lòng không dạ bẩm cụ lớn cháu là đứa con có hiếu lắm nghe con nói nó bằng lòng xin vào hầu cậu bảy. Nếu cụ lớn chấp thuận thì nội chiều nay con xin đem cháu đến. Cụ thượng bà sung sướng cảm động nói, "Từ Mi có lòng đối với cậu bảy như thế tao khen Mi đó. Để tao trình với cụ lớn để nâng đỡ Mi. Chiều nay Mi đưa con của Mi lại đây coi ra sao?" "Dạ." "Bây giờ Mi xuống chỗ cậu bảy coi chúng làm chi mà cậu la dữ vậy?" cửu tớm mừng rỡ đi xuống dưới nhà ngang chỗ cậu chó ở cửu tớm thấy con tuyền đang đứng nép ngoài cửa nhìn vô mặt nó tái xanh chân nó run bên trong cậu chó la hét chu chéo con tuyền thấy cửu tớm đến nó có vẻ ngượng tay nó vẫn còn giữ lấy cặp quần cửu tớm hỏi chi đó mi tuyền mi làm răng cậu bảy kêu quá cụ lớn đang la lên trên nhà trên đó con tuyền ứa nước mắt nghẹn ngào đáp chú cửu ơi tôi sợ quá cậu bảy lộng quá mà cậu bẫy định hiếp tôi cậu xé quần tôi tôi không chịu đẩy cậu ra cậu ấy la đó cửu tớm cười nhưng nụ cười của hắn tắt ngay hắn lại đâm ra lo cho con gái của hắn con lụa mà không hứng chịu như con tuyền thì bao kế hoạch của hắn định bợ cụ lớn để xin chức đội lệ tiêu tan hết cửu tớm biểu tuyền thôi bây giờ mi lên trên nhà đi mi còn đứng đây cậu bảy lại chu tréo lên bây giờ tuyền mừng rỡ tay sách quần chân chạy phóng về phía nhà bếp cửu tớm mở cửa vô cậu bảy thấy cửu tớm cậu đang cáo liền cầm chiếc cối ném cửu tớm miệng tru lên dữ dội cửu tớm đỡ chiếc cối bông thì cậu bảy lại quăng chiếc chăn cửu tớm vội năn nỉ cậu bảy tôi đây mà cửu tớm đây cậu làm chi mà dữ vậy con tuyền chạy rồi cậu bảy trần truồng lông lá trong người cậu đều dựng lên mặt cậu tái đi dục tình cuồng loạn trong người cậu chó đang trỗi vợ cậu chỉ muốn thỏa mãn thì con tuyền đã chạy mất tuy cậu không nói được nhưng cậu nghe được cậu nằm im không tru nữa cửu tớm bảo cậu chó chiều nay con lụa nhà tôi sẽ vô hầu cậu nó ngoan lắm không như bọn con tuyền đâu cậu nằm im đó lát nữa quan bác sĩ về chích cho cậu mau khỏi nghe. Nghe chú cửu tớm nói, cậu chó nằm im, cứa nước mắt. Có lẽ cậu chó buồn cho đời cậu nên cậu khóc. Chiều hôm ấy cửu tớm dẫn lụa vô hầu cụ thượng bà giữa khi cụ thượng ông vẫn còn ở nhà. Lụa đánh chút phấn, bôi chút môi son nên nàng đẹp lộng lẫy. Ở tuổi 18 sức lụa đang khỏe, người nảy nở ở tuổi trưởng thành nên trong lụa đẹp hẳn lên. Cụ thượng vừa trông thấy lụa đã bằng lòng ngay. Cụ thượng bà vui vẻ quay sang phía chồng khoe. Con Ni là con của thằng cửu tớm đó, nó thấy mấy đứa hầu cậu bảy không được, cậu bảy la quá nên nó đem con nó vô hầu cậu bảy. Không ngờ thằng cửu tớm lại trung trành như thế. Những đứa như thằng cửu tớm ông nên nâng đỡ cho nó. Cụ thượng ông gật đầu bằng lòng. Nó là con gái mi đó cửu dạ bẩm cụ lớn nó là con gái lớn của con năm nay nó bao nhiêu tuổi dạ bẩm mười tám tuổi cháu tuổi hợi hợi nằm đợi mà ăn nó hầu cậu bảy thì tha hồ sung sướng nhàn hạ nói rồi cụ thượng ông quay sang hỏi ở đây cho ngoan nghe không mi ngoan mà cậu bảy bằng lòng thì cụ lớn thương cha mi cũng có phận nhờ cụ thượng ông sang nói cụ thượng bà Từ để coi nó hầu hạ cậu bảy ra sao tôi nâng đỡ thằng cha nó. Hiện đang khuyết chân đội lệ hậu lộc ở Thanh Hóa tôi sẽ cho nó đi đội lệ hậu lộc. Cửu tấn sung sướng khi nghe cụ lớn hứa, sẽ cho chú đi đội lệ hậu lộc thuộc Thanh Hóa nhưng chú lại đâm lo không hiểu lộ có chịu đựng được sự dâm đảng của cậu bảy không. Cửu tấn thưa với cụ thường. Bẩm cụ lớn để con đưa nó xuống nhà cậu bảy, cháu hầu hạ cậu bảy con tin rằng cậu bảy sẽ bằng lòng cụ bà gật đầu từ chú đưa con xuống coi cậu bảy có bằng lòng không nó cũng khó tánh lắm đó cửu tớm bảo lụa con đi theo chú xuống dưới phòng của cậu bảy con chịu khó hầu hạ cậu nếu cậu bảy bằng lòng là chú có phận nhờ đó con lụa chấp tay vái cụ thượng ông cụ thượng bà rồi đi theo cha xuống nhà cậu chó ở dãy nhà ngang dài rộng dành cho gia nhân ở đối diện là căn phòng của cậu bảy cậu bảy trần truồng lông lá đầy người đang bò quanh nhà. Chẳng có đứa nào đến hầu hạ cả, đứa nào cũng sợ tánh 35 của cậu, tuy cậu mới 13 tuổi. Trông thấy cậu đứa nào yếu bóng vía đã xỉu rồi, gan lắm mới đến hầu hạ đút cơm cho cậu nhưng đâu đã yên thân. Tay cậu mân mê mó máy làm cho nhiều nàng đỏ ửng mặt phát cáo với cậu. Thế là có cô không chịu nổi lối sờ soạn của cậu đã quẳng cậu xuống giường đi ra ngoài. Thế là cậu chó tru lên con tuyền là đứa chịu khó nhất chịu trụng cậu đủ điều vì cha nàng đang ở tù về tội dám chống lại thầy cai tổng con tuyền đem thân vào hầu trong nhà cụ thượng là để vận động cho cha được ra khỏi tù nên tuyền cắn răng chịu đựng nhưng tuyền không thể nào chịu được nữa khi cậu chó bất ngờ giật quần của tuyền định hiếp tuyền tuyền vùng ra và hất cậu chó ngã bịch xuống giường lúc đó cậu chó không tru vì cậu tưởng tuyền vẫn ở lại hầu cậu nhưng khi thấy tuyền xách quần chạy ra cửa cậu chó biết là tuyền đi thẳng, cậu tru lên, cậu rẫy rụa phá phách. Và khi cửu tớm vào cậu mới lấy gối, chăn ném cửu tớm. Con tuyền quốc hờn ứa lệ. Như thế này cha tuyền khó mà khỏi vòng tù tội. Nàng rất thương cha nhưng nàng không thể mang nhục được. Đời nàng còn trong trắng, nàng chịu đựng cho cậu chó sờ soạn, nắng bóp nhưng rồi cậu lại đi quá hơn định cướp phần trinh tiết của nàng thì làm sao mà chịu được tuyền về chỗ dành cho gia nhân ở khóc thúc thích nàng lo cho cha nàng nàng sợ cụ bà đánh vì đã không biết chiều cậu chó làm cho cậu chó tru lên nhưng may cho nàng cụ bà không nói chi đến nàng chú cửu tớm đã đưa lụa con gái của chú vào hầu hạ cậu chó thay cho nàng rồi thế là tuyền thoát nạn nàng, nàng được chọn hầu trên nhà hầu cụ bà và cụ ông cửu tớm đưa lụa xuống chỗ cậu bảy ở cử tấn muốn bố trí để khi lộ vô chỗ cậu chó nàng không còn sợ hãi chi nữa nên cửu tớm dẫn lộ xuống nhà ngang, chỗ gia nhân hầu cụ thường ở, rồi một mình chú xuống chỗ cậu chó ở coi cậu chó đang mừng chi. Cậu chó đang bò quanh nhà. Trong cậu chó bò chẳng khác con quỷ mặt người. Không biết ông trời đầy đọa cậu răng hay nghiệp chướng, báo oán gia đình cụ hồ như thế răng mà cụ bà lại sanh ra cậu chó. Mặt cậu chó dài ra, tóc bờm sờm, người đầy lông đen mướt, Cậu lại không đi được nên khi cậu bò thì thiệt là giống loài chó như đúc. Có điều lại là cậu mới 15 tuổi mà cái thứ để lập gia đình của cậu rất bự và suốt ngày cứng nhắc. Người cậu chó như sung sức lắm nên hệ thấy con gái là cậu mừng rơn. Cậu chó bò bằng hai tay và hai chân lẹ làng, thoang thoát, mắt cậu nhìn thẳng. Thỉnh thoảng, cậu chó lại ngẩng đầu nhìn ra cửa coi có đứa ngô xuống bí cậu không. Cậu chó bò đi bò lại nhiều lần quanh gian phòng vẫn không thấy đứa mô xuống hầu cậu. Cậu chó có vẻ bực, cậu ngừng lại định nhấc cao cổ lên để tru cho đỡ giận thì cửu tớm đẩy cửa đi vô. Nghe tiếng động cửa, cậu chó có vẻ mừng, ngất cổ nhìn ra cửa. Nhưng khi thấy cửu tớm, gã đực trừa, cậu chó cau mặt không bằng lòng, cậu định tru thì cửu tớm đã lên tiếng. Trăng cậu bảy không lên giường nằm, bò mừng chi cho mỏi chân, mỏi tay để tôi bồng cậu bảy lên giường hỉ. Cô. Cậu bảy lên giường rồi tôi biểu em lụa xuống chăm sóc, dỗ dành cậu hỉ. Cậu bảy ngoan hỉ. Tội quá. Cửu tớm đi lại chỗ cậu chó bò. Hắn thấy cậu chó bận chiếc áo dài kép, dài thậm thược, che xuống đến bọng dưới chân. Cậu chó không bận quần, chiếc áo dài của cậu chó bận, che nửa thân dưới, mừng thêm tác dụng của cái quần. Cái lối bận áo dài không có quần kiểu y phục táo quân ngày Tết của cậu chó mừng cửu tớm bật cười. Cửu tớm cúi xuống định nhấc cậu chó lên giường nhưng khi hắn vừa cúi xuống thì cậu chó đã lắc đầu và thân mình có ý không chịu. Cửu tớm vội dỗ cậu chó. Cậu bảy phải lên giường nằm thì tôi biểu em lụa, em mới xuống dưới nghi hầu cậu bảy chớ. Cậu bò ri, em lụa sợ, không dám vô hầu cậu mô, cậu bảy à. Thôi, tôi bồng cậu bảy lên hỉ. Hình như cậu bảy nghe được tiếng người nên sau khi nghe cửu tớm nói, cậu bảy lặng thinh để cửu tớm bồng xốc cậu chó lên đôi tay. Chiếc áo dài của cậu chó bật ngược lên, để lộ một nửa thân dưới của cậu chó mừng cửu tớm hốt hoảng, cao mặt. Chà, chi mà giữ ri. Thiệt là thằng quỷ. Trứ chi mà bọn nhỏ không ngán cho được. Thiệt thằng quỷ trời đánh, chi mà lạ chứa hỉ cửu tớm đặt cậu chó lên giường rồi kéo chiếc áo dài che xuống đến bọng chân gần sát mắt cá cửu tớm thấy cái chăn chiên để bên bèn rút ra chảy dài đắp lên ngang người cậu chó và nói nằm yên hỉ cậu bảy đừng tung cái chân ra đó hỉ tung ra mà lộ cái quỷ đó là người ta chạy hết đó ngang quỷ chao ôi răng mà lạ rứa thiệt là đồ quỷ chứ mô phải người cậu chó gật đầu cậu bằng lòng nằm yên để được có người hầu, nhất là đó là con gái thì đúng với máu của cậu lắm. Đặt cậu chó nằm xong, cửu tớm xuống nhà ngang nhưng khi ra khỏi buồn cậu chó cửu tớm đã thấy lụa đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn về phía buồn cậu chó. Cửu tớm vẫy gọi con. Lụa xuống đây con. Lụa ngần ngại lo sợ, Cửu tấn đoán là đứa nào thối mồm nói chuyện cậu chó cho lụa nghe rồi nên tự nhiên lụa đang hăng hái giúp cha lại tỏ ra ngẩn ngơ sợ hãi. Cửu tớm vội đi xuống chỗ lụa đứng hỏi. Chi đó con? Lụa lo sợ đáp. Con sợ lắm cha ơi. Người ta bảo con là cậu chó. Cửu tấn ức học máu đứa nào đã tiết lộ cái danh hiệu khốn nạn đó của cậu bảy làm cho con gái chú đâm lo. Chú hỏi con gái đứa nào bảo đó là cậu chó. Con chỉ cho chú coi, chú bẩm với cụ bà thì cụ bà cắt lưỡi nó ngay. Làm sao lại bảo cậu bảy là cậu chó, đồ đẻo quân khốn nạn lừa thầy phản chủ. Chú cửu chửi toán lên như thế vừa để ác giọng con gái vừa để cho bọn gia nhân thúi mồm làm cho kế hoạch đi đội lệ của chú có thể tiêu tan được. Quả nhiên lụa sợ cha làm giữ mất lòng mấy người trong nhà cụ thường, lụa vội hỏi. Có ai biểu chi với con đâu? đó là con nghe người ta nói. Người ta là ai? Lại mấy đứa khốn nạn trong nhà này ấy gì nữa, thì chó đó đã làm sao chưa? Chó mà là con quan nhất phẩm triều đình không bằng mụ nội chúng nó sao? Chú biểu con đừng nghe mấy đứa khốn nạn đó mà mất lòng cụ lớn là bậc phụ mẫu chúng ta. Đi xuống đây với chú con. Lụa bẽn lẻn đi theo cha xuống nhà cậu chó ở, cửu tớm vừa dặn con gái con thấy cụ lớn rất thương cậu bảy. Con mà hầu hạ chiều chuộng được cậu bảy, thì chẳng những phận chú có nhờ, đi mừng đội lệ ở Thanh Hóa mà con cũng có nhờ nhiều nữa. Cả nhà cụ lớn, từ cụ ông cụ bà đến quan bác sĩ, cụ lớn án sát, cụ lớn bác và ngay cả ngài Thái Hậu cũng thương cậu bảy là phải thương con nữa hà. Lụa theo cha xuống chỗ cậu bảy nằm. Cậu bảy nằm chờ đợi đã có vẻ sốt ruột, cậu định bò dậy thì cửu tớm đẩy cửa lên tiếng hỏi, Cậu Bảy ơi, cháu lụa đến với cậu đó. Cậu Bảy mở mắt nhìn. Cậu gật đầu ú ớ làm lụa hoảng sợ hỏi cha. Cậu Bảy tâm hở chú. Cửu tấm gật đầu đáp. Cậu ấy ngọng chớ không câm vì cậu nghe rất rõ. Con trong cậu ấy sao kỳ quá à? Cửu tấm gắt với con. Kỳ cái mụ nội mi. Làm chi mà kỳ, người ta là con quan hai cụ lớn thương cậu bảy nhất nhà đó nhà mi có hồng phúc mới được vô hầu cậu bảy nói đến đây cửu tớm lại có vẻ lo con gái giận nên cửu tớm dịu dàng an ủi ngay con nhớ là cụ lớn đã hứa cho chú đi đội lệ như thế là nhà mình khá rồi mọi sự đều do con có hầu hạ cẩn thận cậu bảy hay không vội nghe lụa khẽ gật đầu cửu tớm mới hỏi cậu chó cậu bảy ăn uống gì chưa? Để tôi bảo cháu lộ pha sữa cho cậu uống ngang. Cậu bảy cười gật đầu. Cửu tớm bảo lộ. Con xuống nhà lấy nước sôi đưa lên đây pha sữa rồi đưa cho cậu bảy uống. Lộ bẻn lẻn đi xuống nhà dưới. Trên này cửu tớm dặn cậu chó. Con gái tôi đó, tôi cho nó vô hầu cậu, cậu phải làm cách nào cho nó không sợ thì mới dám ở lại hầu hạ cậu bằng không nó cũng như con tuyền không dám ở hầu cậu nữa, thì là hết người hầu đó. Cậu chó chỉ biết gật đầu. Lụa mang ấm nước sôi lên. Cửu tấn chỉ chỗ để sữa và thức ăn cho lụa lấy pha cho cậu chó, rồi hắn bảo với lụa. Thôi con ở đây hầu cậu bảy nghe, chú lên nhà hầu các cụ. Con phải ngoan đừng để cậu bảy buồn mà chú lại bị ảnh hưởng. Lụa lo sợ mắt nhấn nhắc nhìn cậu bảy rồi cầm tay cha kéo lại. Con sợ quá chú ơi. Cửu tấm gắt. Sợ chi, người ta cũng là người, chẳng may chịu tật nguyền thì như thế. Con nhớ rằng cậu bảy thông minh lắm đó nghe, cậu bảy có muốn chi con cũng cố chiều cậu bảy cho cậu bằng lòng. Đời mà con, mình làm sao cho có tiền có chức là được. Mấy đứa được may mắn như chú con mình. Nếu chú được đi đội lệ thì tha hồ con sung sướng mà mạ mày cũng nhàn hạ nữa thôi để chú lên nhà trên. Nói rồi cửu tớm rút tay khỏi tay của lụa đi nhanh ra ngoài khép chặt cửa lại. Lụa pha sữa xong thì cửu tớm đã ló đầu vô dặn. Quên chú chưa dặn con, con nhớ đỡ cậu bảy dậy cho cậu uống đó. Nè phải đỡ cậu bảy nằm trong lòng cậu mới uống nghe. Lụa thẹn đỏ mặt. Sao kỳ quá chú à? Tổ cha mi việc chi mà kỳ? Đàn bà con gái khi lấy chồng thì sao? Cửu tớm khép chặt cửa lại nói rằng về, nhưng sự thật hắn đứng bên ngoài coi động tỉnh ra sao? Lụa có hầu hạ và chiều cậu chó hay không? Cửu tớm lo nhất là lụa chống lại tánh 35 của cậu chó thì thôi bao nhiêu công phu tạo tính nhiệm với hai cụ thượng trên nhà đều tiêu tan mất. Giấc mơ đội lệ của cửu tớm đang lớn mạnh.